cái lúc mà chuẩn bị là đưa ra đải bay thử nghiệm lần đầu tiên thì gia đình có cản trở hay có la tiễn đưa gì luôn lý chứ? Tất cả đều cản tôi. Dạ. Không có ai đồng tình cho tôi tập bay hết. Dạ đúng rồi. Chính con cũng muốn cản trở chú. Vì... là vì cái phương tiện của mình làm ra thì người ngoài người ta nhìn thấy người ta không tin tưởng. Nhưng mà mình là người làm ra nó. Dạ. Thì mình vẫn biết là có một cái mức độ an toàn nhất định. Dạ. Để mình có thể bay lên được. Kính thưa quý khán giả, sau bao nhiêu ngày liên hệ, hồi hộp chờ đợi thì hôm nay tôi đã được thực hiện ước mơ của đời mình là ngồi trong chiếc xe hơi một chỗ, mà chiếc xe hơi này không chạy tới được, không chạy lui được, mà nó chỉ bay lên cao thôi, mà đi xe hơi mà còn vào đó nó bảo hiểm nữa. Để biết chiếc xe hơi kỳ quái đó là thương hiệu gì, chiếc xe hơi nào, mời quý khán giả cùng quan sát chiếc xe hơi của đời tôi. Đây là một trong những chiếc máy bay trực thăng tự chế có hình dáng rất ấn tượng của tác giả Bùi Hiển, một người chưa bao giờ hoạt động trong lĩnh vực hàng không. Ông đã từng dành 3 tháng liền để đọc và dịch ra tiếng Việt hơn 300 trang sách tiếng Anh hướng dẫn chế tạo máy bay trực thăng. Mấy cái chi tiết nhỏ quá trời, vậy là chú tự chế luôn hả? Tất cả là mình phải tự làm. Ồ, tự mày mò làm luôn. Có máy móc không chú? Có máy. Mua máy về tự làm luôn. Máy về tự làm. Khi lần đầu tiên chiếc máy bay nó bay lên thì cảm giác tự hào xen lẫn cái sợ hãi nó như thế nào, chú diễn tả lại cho khán giả biết. Cảm giác thì thực ra thì mình cũng rất là áy náy khi mà vào ngồi ở trong cái cabin đó. Mà cái sải cánh nó dài 7m1 mà nó quay 500 vòng một phút. Nó thì một cái cảm giác rất là dễ để mà nản lòng. Nhưng mà thì cũng như tôi nói là tôi đã có sẵn một cái lòng đam mê. Và ở trong đó có một tí gan dạ. Thì lúc đó tôi mới tập bay được. Cái lúc mà chuẩn bị là đưa ra đải bay thử nghiệm lần đầu tiên thì gia đình có cản trở hay có la tiễn đưa gì lưu lý chứ? Tất cả đều cản tôi. Không có ai đồng tình cho tôi tập bay hết. Dạ đúng rồi. Chính con cũng muốn cản trở chú. Thì... là vì cái phương tiện của mình làm ra thì người ngoài người ta nhìn thấy người ta không tin tưởng. Nhưng mà mình là người làm ra nó. Thì mình vẫn biết là có một cái mức độ an toàn nhất định. Để mình có thể bay lên được. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã đánh dấu sự thành công đáng ngạc nhiên và đáng khâm phục của nhà khoa học tài năng Bùi Hiển. Nhưng đó cũng có thể là chuyến bay cuối cùng của đời ông nếu ông thất bại. Cái bài bay đầu tiên mà khó khăn nhất là bài bay treo. Bài treo là bay đứng chỗ? Là đứng một chỗ. Ở chiếc máy bay trực thăng là bay đứng một chỗ, tức là đã bay 4 hướng. Thì nó mới đứng một chỗ được. Rồi mình phải duy trì cái độ cao đó để mình tập. Thì đó là một cái quá trình khổ luyện. Thì mới thành công được. Nhà sáng chế Bùi Hiển nắm rất vững những nguyên tắc về cơ khí, lực nâng, trọng lực và nhiều yếu tố quan trọng khác về chế tạo máy bay trực thăng. Trong đó, kiến thức và kinh nghiệm của ông về sự cân bằng thật sự đáng nể. Cái mà quan trọng nhất của cái chiếc trực thăng là cân bằng. Cân bằng cái cánh thôi chứ. Cân bằng hai cái cánh. À, hai cánh này đó. Đó. Yeah. Khi mà mình làm hai cánh bằng nhau tuyệt đối nha. Tuyệt đối luôn. Nhưng mà khi mình gắn lên trên cái máy bay thì nó lại không cân bằng nữa. Dạ, yeah. Nó lệch mấy cm hả? Có thể nó chỉ lệch khoảng một vài vạch thôi. Nhưng mà nó sẽ làm cho hai bên cánh này không đều nhau. Tức là một bên nặng bên nhẹ hơn. Đó. Cái con ốc này rất là quan trọng. Vì khi mà mình gắn hai cái cánh lên mà nó không cân bằng nhau á, thì mình phải cân bằng. Ở trong cái con ốc này á là cái vị trí để mình thêm bớt cái chì. Để mà cân bằng hai cánh cho nó bằng nhau. À, tức là một cục chì thôi. Mà quyết định việc cái cánh này hoạt động được hay không được luôn. Đúng, có thể là nó sẽ rất nhỏ. Có thể là nó chỉ vài gram thôi. Nhưng mà nếu không có thì cũng không quay nhanh được. Ủa mà sao chú biết cái gì vậy? Cái này là một cái nguyên tắc mà nếu không biết thì không làm máy bay trực thăng được. Kính thưa quý khán giả, tôi làm nghề lái xe 20-30 năm rồi. Tôi đẩy xe rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay tôi không ngờ tôi đẩy được một chiếc xe máy bay trực thăng như thế này. Đúng là đẩy xe thì dễ mà đẩy máy bay thật là khó. Cái cảm giác như thế nào? Cảm giác nó lâng lâng như thế nào đó. Cũng đạo quá. Trong đời mà, có lần đầu tiên đẩy máy bay. Chưa bao giờ đẩy được máy bay.
mà chắc còn không có lần thứ hai đâu. Chắc không có lần thứ hai. Cái chiếc trực thăng này mới là chiếc trực thăng đầu tiên này, cái tên của nó là Giấc Mơ. Đó là giấc mơ của người Việt Nam muốn đạt tới những đỉnh cao của khoa học kỹ thuật mà thế giới đã từng làm nhưng người Việt Nam mình chưa làm được. Tôi có một niềm tin chắc chắn rằng trong tương lai người Việt Nam mình như chú Bùi Hiển sẽ chế được trực thăng và thương mại hóa nó luôn, ra một chiếc trực thăng thương hiệu Bùi Hiển Made in Việt Nam và bán khắp thế giới. Đó là giấc mơ của tôi, như là cái tên đang nằm dưới đây. Kính thưa quý khán giả, tôi không có cảm giác đứng trong một cái gara xe hơi mà tôi đang đứng trong một cái phi trường mini. Tức là một cái phi trường nhỏ mà nơi đây có tới 3 chiếc trực thăng. Thì đúng nghĩa là một cái sân bay trực thăng rồi. Và tôi là ngạc nhiên, không hiểu tại sao mà một con người mà có thể mày mò, chịu khó, nhẫn nại, sáng tạo mà bỏ cả tiền bạc ra để làm được 3 chiếc máy bay mà quý khán giả đang chứng kiến ở đây. Tôi rất nể phục cái ý chí và cái giấc mơ của chú Bùi Hiển. Như chú đã ghi ở đây, giấc mơ. Những chiếc máy bay trực thăng tự chế của nhà sáng tạo Bùi Hiển đã được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, ủng hộ với nhiều lời động viên. Ông cố gắng hơn nữa để thành công. Nhưng làm cho những chiếc... của ông Bùi Hiển, tôi thật sự khâm phục ông. Và tôi tin rằng những cái gì ông làm hôm nay đó là một cái động lực cho những bạn trẻ hiện tại cũng như sau này, nếu có quyết tâm và đam mê chế tạo máy bay, hãy dựa trên những cái mô hình này, dựa trên những kiến thức kinh nghiệm của ông Bùi Hiển truyền lại cộng với kiến thức được học ở trường lớp, thì tôi tin rằng trong tương lai biết đâu Việt Nam sẽ có trực thăng mang thương hiệu do người Việt Nam sản xuất. Chương trình xin tạm biệt ở đây và chúng tôi sẽ trở lại với khán giả một chương trình khác để đi tìm trong cuộc sống này còn rất nhiều những cái mô hình, những cái sáng chế, những cái giải pháp học kỹ thuật rất là độc đáo, rất hiệu quả, mang theo ước mơ của con người. Đó là gì? Hãy chinh phục cái gì mà hôm qua chúng ta chưa làm được thì chúng ta sẽ làm được trong hiện tại và tương lai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong một chương trình lần sau.